Vâng, chào ông ạ. Vâng, Ông có chào thể giới chú thiệu ạ. cho con về địa chỉ họ tên của ông với con không ạ? Vâng. Giới thiệu thì tên tôi là Đào Bá Ban, tức ở Cao Sơn và Ngọc Hòa, tức là huyện Trương, trước thì là Trương Mỹ, bây giờ gọi là tỉnh Hà Nội. Vâng Trước ạ. thì là Hà Nội rồi, Vâng ạ. Ông sau có thể kể lại quá trình ông bị dẹp cuộc sống và dạt xuống chậu của ông được không ạ? vâng, coi như là kể được. Thì trước khi tôi trong đó là tôi bị ngã cây nhãn, đi lấy nhãn thì ngã xuống nó khoảng 3 mét, thì xuống thì coi như là coi không biết cái gì nữa. Và lúc đó coi không biết cái gì, mãi là khoảng độ 15 20 phút mới tỉnh. Đi tỉnh thì có một mình, mãi là mấy lần vào trong nhà được thì gia đình cho đi viện. Đi ra viện thì cả đêm ấy, đúng là tinh thần là cả đêm, là cả ngày nửa ngày cho đến một đêm, như thế là được có ông cho được mấy viên thuốc xong đấy, thì là cả đêm là nằm cứ thẳng rằng kêu khóc, có thể là cuối cùng thì là trong đó thì mong khi thì ra ngồi thì thấy bác ở bên đàn ông con ông trèo, thì là mách là coi như là xuống đấy bố cháu đã lấy khế ngã gãy xương đùi mà đã khỏi rồi. Thế thì bây giờ cụ cứ lên xe thì con đón xuống. Thế thì tôi xuống viện luôn gặp ông. Thế ông mới anh mới về đi học về thì coi như là mới xem phim thì xong rồi, thì là mới bắt đầu hai người là hai bố con thì nắn cho tôi. Nắn cho tôi khi nắn xong rồi, cái lúc mà vừa nắn thì không có biết cái gì nữa mà cứ thẳng cẳng. Lúc nắn xong rồi một cái thì là ông bắt tôi là cứ bíu vào vai chứ không không được cõng ra xe. Thế thì là bảo nếu mà không đi được thì lại phải quay lại thì để lao lại, nhưng mà đi được thì xong lên xe thì là đến đấy thì là bác sẽ cho anh cứ lên là 6 ngày, lại lên bó lá một ngày. Vâng À, ạ. được. Ông bó thuốc ở nhà thuốc Đông y Nại Vâng. Tiến Thạc Vâng. ở ngã tư Cầu Vâng Họa Dục, Chương Mỹ, Hà Nội. đúng rồi Thì ông bó và uống thuốc vâng trong bao nhiêu ngày ạ? tức là 19 ngày, thì tức không là coi như chỉ có vài ba ngày là không đau nữa thôi. Thế nhưng mà còn cái không đi được thì là mãi rồi mới không đi được, thì xong cái là ông bác là bảo lần 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 dần thì cứ lần dần xong rồi tôi sẽ trong đó có cứ hết trong 1 tháng thì là tập dẫn đi được. Nên là từ đấy đến giờ tôi đi, và từ lúc mà bắt đầu đi được cho đến đến bây giờ thì không có giờ 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 đất là không có đau biết lại Vâng ạ. và Ông không bị có đau xương đâu, xẹp sẹp cột sống thắt cột lưng sống. và vừa xương chậu Vâng, từ năm 2009. để chị Cái quá trình điều trị cho từ đấy nay thì được là điều trị là 1 tháng vâng. và ông khỏi được 6 năm nay rồi. Ừ. Ông phải chia sẻ cho biết chả năng là giờ ông còn đi lại còn đau nhức ở cột sống và xương chậu đúng không ạ? Ừ, coi như là không, bây giờ hiện là tại bây giờ là nó không không có đau đớn gì hết, Vâng là ạ. đi bình thường không có tật cái gì cả. Vâng. Thế thì tôi thì lại cái vấn đề đó thì tôi khỏi rồi. Vâng. Thế khi tôi khỏi rồi thì tức là lại có bà em tôi, à bà chị tôi là Vâng. bà lành. Vâng. Thế thì tôi lại giới thiệu xuống dưới thì lại lên bó bó thì bà cái lúc đau quá bà vứt đi đến lúc rồi thì là tôi lại xuống. Tôi Vâng. xuống thì là hỏi như thế là bác phát cái gì ở đây này, Bạn anh có bị làm sao ở không ạ? đấy cũng cũng gãy xương cũng như tôi, Vâng, với xương chậu cũng vừa cho cũng nên. xương chậu cũng như Vâng. thế. Thế thì là coi như cũng ngã cái xương chậu cũng như tôi, thì xong cái thì là bác đến xong cái thì là bỏ cái ra, thôi không bó nữa không Vâng. bó nữa. Thì đến lúc tôi xuống một cái thì tôi bảo như thế là cái lúc mà bác khoác cái dừa đây này, Đây là là khoác cái đai đai ạ, nó quá quá thì là bà ấy đau quá rồi vứt đi, bà ấy bảo không chịu được. đai ạ. Vâng. Thế thì đi xong một cái thì bà ấy tôi xuống một cái thì là tôi nói thì là bà ấy bảo tôi thì tôi đây mà anh ấy lên rồi anh khoác vào cái mà tôi còn mãi tôi mới lấy được, mãi tôi mới mướt mồ hôi rồi xong tôi bảo anh lúc anh ấy khe ra cái thì là nó đỡ.
Thì xong bà ấy bảo nếu thi lại gọi điện xuống thì anh lại lên. Vâng. Anh lại lên thì lại bó cho bà ấy. Hiện nay bây giờ lại đi đoàn hoàng không có tật kìa. Vâng. Đấy. Tức là màn anh là em gái của bạn à, ông không là chị dâu. Chị dâu. Chị dâu. Thì màn anh bây giờ mà bị bao nhiêu năm rồi ạ? Bà lành thì bị khoảng độ có lẽ là cái lúc đó bà lành thì ngay tôi có thời gian rồi khoảng độ độ khỏi lâu được có nửa năm thì là bà dính. Bạn anh bây giờ vẫn khỏe mạnh bình thường ạ? Ông cũng đã đi đoàn hoàng lắm cũng như tôi. Vâng, vậy thì thế con... lại đến sau này thì là con tôi nó lại giới thiệu với ông Tung. Vâng. Ông Tung đi đi ấy đấy, đi viện mãi rồi thì về thì là mới lại vẫn cứ tật. Vâng. Xong rồi là ông ấy xuống thì ông mới lại khỏi.